Tử vi tháng 8 âm lịch, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 cứ đặt củ tỏi chỗ này, được lộc trời ban, trung lớn liên tiếp, tiền vàng ùn ùn kéo về, đôi đời giàu nhanh chóng mặt. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng đến với kênh Phúc Tử Tâm, nơi mang đến cho bạn những kiến thức quý báu về tử vi và phong thủy, giúp bạn định hướng cuộc sống và tìm ra con đường dẫn đến sự thịnh vượng và hạnh phúc. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tử vi tháng 8 âm lịch dành cho những người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Đây là giai đoạn đầy tiềm năng, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội nếu bạn biết cách tận dụng những ưu điểm vượt trội của bản thân. Quý vị thân mến, người tuổi Kỷ Dậu được biết đến với tính cách cẩn trọng, tỉ mỉ và khả năng tổ chức tuyệt vời. Những phẩm chất này không chỉ giúp họ hoàn thành công việc một cách xuất sắc mà còn tạo nên sự ổn định trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Với sự chú ý đến từng chi tiết nhỏ, họ luôn đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, tránh xa những sai sót và rủi ro không đáng có. Đây chính là bí quyết giúp người tuổi Kỷ Dậu luôn đứng vững trước những thử thách và biến động trong cuộc sống. Tháng 8 âm lịch này, vũ trụ đang gửi đến người tuổi Kỷ Dậu một thông điệp quan trọng. Đây là thời điểm mà bạn có thể phát huy tối đa sự kỹ lưỡng và khả năng quản lý của mình. Những cơ hội mới, những dự án lớn đang chờ đợi bạn nắm bắt. Nếu biết cách tổ chức công việc và quản lý thời gian hiệu quả, bạn sẽ không chỉ đạt được sự thịnh vượng mà còn xây dựng được nền tảng vững chắc cho tương lai lâu dài. Tính cách cẩn trọng và sự tỉ mỉ giúp người tuổi Kỷ Dậu luôn chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào bất kỳ tình huống nào. Họ không bao giờ để mình rơi vào trạng thái hoang mang hay mất kiểm soát, bởi họ luôn có một kế hoạch dự phòng cho mọi trường hợp. Khả năng tổ chức này không chỉ giúp họ làm chủ cuộc sống mà còn là một tài sản quý báu trong công việc, giúp họ giải quyết mọi vấn đề một cách suôn sẻ. Trong tháng 8 âm lịch này, sự kỹ lưỡng của người tuổi Kỷ Dậu sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến sự thành công. Đây là thời điểm để bạn củng cố những kế hoạch đã đặt ra, đồng thời tận dụng tối đa các cơ hội mới để nâng cao chất lượng cuộc sống. Đừng ngần ngại đưa ra những quyết định lớn, bởi với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát mọi tình huống và đạt được những thành tựu đáng tự hào. Bên cạnh đó, khả năng quản lý vượt trội cũng giúp người tuổi Kỷ Dậu dễ dàng duy trì sự ổn định trong gia đình và các mối quan hệ cá nhân. Họ biết cách sắp xếp thời gian để chăm sóc những người thân yêu, đồng thời không để công việc ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Điều này không chỉ mang lại sự bình yên cho bản thân mà còn tạo dựng được một môi trường sống hạnh phúc, nơi mà mọi người đều cảm nhận được sự yêu thương và gắn kết. Tháng 8 âm lịch này chính là cơ hội vàng để người tuổi Kỷ Dậu tận dụng mọi lợi thế của mình, từ sự cẩn trọng, tỉ mỉ cho đến khả năng tổ chức và quản lý. Hãy để những phẩm chất này dẫn lối cho bạn, giúp bạn bước vào một giai đoạn mới đầy thịnh vượng và ổn định. Hãy cùng Phúc Tử Tâm khám phá sâu hơn về tử vi tháng này của người tuổi Kỷ Dậu, để từ đó bạn có thể nắm bắt cơ hội và biến chúng thành những thành tựu vững chắc trong cuộc sống. Đừng rời mắt khỏi màn hình và cùng chúng tôi tiếp tục hành trình này nhé! Tử vi tháng 8 âm lịch, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 cứ đặt củ tỏi chỗ này, được lộc trời ban, trung lớn liên tiếp, tiền vàng ùn ùn kéo về, đôi đời giàu nhanh chóng mặt. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tính cách và vận mệnh của Kỷ Dậu sinh năm 1969. Người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, được trời phú cho những phẩm chất đáng quý, tạo nên một cá tính độc đáo và mạnh mẽ. Những người mang tuổi này không chỉ nổi bật bởi sự cẩn trọng và trách nhiệm mà còn có khả năng phân tích sâu sắc, giúp họ đưa ra những quyết định chính xác và hợp lý trong mọi tình huống. Những đặc điểm này không chỉ định hình con đường sự nghiệp của họ mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến tài chính và các mối quan hệ cá nhân. Sự cẩn trọng, tâm lá chắn vững chắc trong cuộc sống. Cẩn trọng là một trong những đặc điểm nổi bật nhất của người tuổi Kỷ Dậu. Họ không bao giờ hành động mà không suy nghĩ kỹ càng. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, họ luôn xem xét tất cả các khía cạnh, đánh giá lợi ích và rủi ro một cách tỉ mỉ. Điều này giúp họ tránh được những sai lầm không đáng có và đảm bảo rằng mọi bước đi đều dẫn đến thành công. Sự cẩn trọng của người tuổi Kỷ Dậu còn thể hiện rõ trong cách họ quản lý công việc và cuộc sống hàng ngày. Họ luôn lập kế hoạch chi tiết,
dự trù những phương án thay thế và chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Nhờ đó, họ luôn giữ được sự bình tĩnh và kiểm soát trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi đối mặt với những thách thức lớn. Đây là một lợi thế lớn, giúp họ xây dựng được sự nghiệp vững chắc và đạt được những mục tiêu đề ra. Trong cuộc sống cá nhân, sự cẩn trọng của người tuổi Kỷ Dậu giúp họ duy trì các mối quan hệ một cách ổn định và hài hòa. Họ luôn chú ý đến cảm xúc và nhu cầu của người khác, không bao giờ hành động vội vàng hay gây ra những xung đột không cần thiết. Điều này giúp họ xây dựng được một mạng lưới xã hội đáng tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Trách nhiệm, sự cam kết đối với bản thân và người khác. Trách nhiệm là một giá trị cốt lõi trong tính cách của người tuổi Kỷ Dậu. Họ không chỉ làm việc vì bản thân mà còn vì sự phát triển và hạnh phúc của những người xung quanh. Một khi đã cam kết, họ sẽ dồn hết tâm sức để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Chính sự trách nhiệm này đã khiến họ trở thành những người đồng đội, người lãnh đạo và người thân yêu mà ai cũng có thể tin cậy. Trong công việc, người tuổi Kỷ Dậu luôn giữ vững lời hứa và không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Họ hiểu rằng thành công không chỉ đến từ tài năng mà còn từ sự kiên trì và cam kết. Khi đảm nhận một dự án hay một nhiệm vụ, họ sẽ dồn hết tâm huyết để đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ và đạt kết quả tốt nhất. Sự trách nhiệm này không chỉ giúp họ thăng tiến trong sự nghiệp mà còn tạo ra uy tín vững chắc trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Trách nhiệm của người tuổi Kỷ Dậu cũng thể hiện rõ trong các mối quan hệ cá nhân. Họ luôn chăm sóc và quan tâm đến gia đình, bạn bè, không ngại hy sinh bản thân để mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Sự tận tâm và chu đáo này giúp họ xây dựng được những mối quan hệ bền chặt và lâu dài, tạo nên một vòng tròn hỗ trợ vững chắc trong cuộc sống. Khả năng phân tích, chìa khóa của sự thành công. Khả năng phân tích là một trong những kỹ năng mạnh mẽ nhất của người tuổi Kỷ Dậu. Họ có khả năng nhìn thấu bản chất của vấn đề và đánh giá tình hình một cách toàn diện. Điều này giúp họ đưa ra những quyết định sáng suốt và chiến lược, ngay cả trong những tình huống phức tạp nhất. Trong công việc, người tuổi Kỷ Dậu luôn phân tích kỹ lưỡng mọi khía cạnh trước khi hành động. Họ không chỉ dựa vào cảm tính mà còn sử dụng dữ liệu, thông tin và logic để đưa ra những quyết định chính xác. Khả năng phân tích này giúp họ không chỉ nhận diện được những cơ hội tiềm năng mà còn tránh được những rủi ro không đáng có. Đây là một lợi thế lớn, giúp họ luôn đi trước một bước trong mọi tình huống và đạt được những thành công vượt trội trong sự nghiệp. Khả năng phân tích của người tuổi Kỷ Dậu cũng được áp dụng hiệu quả trong quản lý tài chính. Họ luôn xem xét kỹ lưỡng trước khi đầu tư hay chi tiêu, đảm bảo rằng mọi quyết định đều mang lại giá trị thực sự. Nhờ đó, họ không chỉ duy trì được sự ổn định tài chính mà còn có khả năng gia tăng tài sản một cách bền vững. Tác động của những đặc điểm này đến sự nghiệp. Với sự cẩn trọng, trách nhiệm và khả năng phân tích xuất sắc, người tuổi Kỷ Dậu thường đạt được những thành tựu đáng kể trong sự nghiệp. Họ không bao giờ chấp nhận sự thiếu chắc chắn và luôn tìm cách tối ưu hóa mọi quy trình để đạt được hiệu quả cao nhất. Thăng tiến trong sự nghiệp, sự cẩn trọng và trách nhiệm giúp người tuổi Kỷ Dậu xây dựng uy tín và nhận được sự tin tưởng từ cấp trên và đồng nghiệp. Họ thường được giao những nhiệm vụ quan trọng và có cơ hội thăng tiến nhanh chóng. Khả năng phân tích giúp họ luôn đưa ra những quyết định đúng đắn, dẫn dắt đội nhóm đến thành công. Quản lý dự án hiệu quả, người tuổi Kỷ Dậu luôn lập kế hoạch chi tiết và theo dõi chặt chẽ tiến độ công việc. Điều này giúp họ đảm bảo rằng mọi dự án đều hoàn thành đúng thời hạn và đạt chất lượng cao. Họ không ngại đối mặt với những thách thức và luôn tìm cách giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất. Định hướng chiến lược. Với khả năng phân tích sâu sắc, người tuổi Kỷ Dậu thường có tầm nhìn xa và khả năng định hướng chiến lược tốt. Họ không chỉ quản lý công việc hàng ngày mà còn xây dựng những kế hoạch dài hạn để đảm bảo sự phát triển bền vững. Tác động đến tài chính. Sự cẩn trọng và khả năng phân tích của người tuổi Kỷ Dậu giúp họ quản lý tài chính một cách hiệu quả. Họ luôn có kế hoạch tài chính rõ ràng và không bao giờ chi tiêu phung phí. Đầu tư thông minh. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, người tuổi Kỷ Dậu sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng và đánh giá các yếu tố rủi ro. Họ không bao giờ đầu tư một cách mù quáng mà luôn có chiến lược cụ thể để tối đa hóa lợi nhuận. Nhờ đó, họ có thể gia tăng tài sản một cách bền vững và đạt được sự ổn định tài chính. Quản lý chi tiêu. Người tuổi Kỷ Dậu rất cẩn trọng trong việc chi tiêu. Họ luôn ưu tiên những khoản chi mang lại giá trị lâu dài và tránh xa những khoản tiêu xài lãng phí.
Điều này giúp họ duy trì một tài chính ổn định và có khả năng đối phó với những tình huống bất ngờ. Tiết kiệm và tích lũy. Với tính cách cẩn trọng, người tuổi Kỷ Dậu luôn có kế hoạch tiết kiệm và tích lũy cho tương lai. Họ không chỉ dành dùm tiền bạc mà còn tìm kiếm những cơ hội đầu tư an toàn để gia tăng giá trị tài sản theo thời gian. Tác động đến các mối quan hệ cá nhân. Trong các mối quan hệ cá nhân, sự cẩn trọng và trách nhiệm của người tuổi Kỷ Dậu giúp họ xây dựng được những mối quan hệ bền chặt và đáng tin cậy. Gia đình và bạn bè. Người tuổi Kỷ Dậu luôn đặt gia đình và bạn bè lên hàng đầu. Họ dành thời gian chăm sóc và quan tâm đến những người thân yêu, tạo dựng một môi trường gia đình ấm cúng và hạnh phúc. Sự trách nhiệm và cẩn trọng của họ giúp duy trì sự hòa hợp trong gia đình và đảm bảo rằng mọi người luôn cảm thấy an toàn và được yêu thương. Quan hệ xã hội. Trong các mối quan hệ xã hội, người tuổi Kỷ Dậu luôn tỏ ra là người đáng tin cậy và có trách nhiệm. Họ không ngại giúp đỡ người khác và luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ khi cần thiết. Điều này giúp họ xây dựng được một mạng lưới bạn bè và đối tác rộng lớn, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống. Tình yêu. Trong tình yêu, người tuổi Kỷ Dậu luôn chân thành và chung thủy. Họ không chỉ tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạn mà còn muốn xây dựng một mối quan hệ bền vững và lâu dài. Sự cẩn trọng giúp họ chọn lựa đối tác một cách kỹ lưỡng, đảm bảo rằng mối quan hệ này sẽ mang lại hạnh phúc và ổn định. Tiếp theo, Phúc Tử Tâm sẽ chia sẻ chi tiết với quý vị về vận trình tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 8 âm lịch. Tổng quan tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch sẽ mang đến cho người tuổi Kỷ Dậu một khoảng thời gian đầy hứa hẹn nhưng cũng không kém phần thách thức. Đây là thời điểm mà sự cẩn trọng và khả năng tổ chức của bạn sẽ được thử thách ở mức cao nhất. Những cơ hội mới trong công việc và tài chính đang mở ra, nhưng đi kèm với đó là những yêu cầu khắt khe về sự chính xác và kỹ lưỡng. Tuy nhiên, nếu bạn biết cách tận dụng những điểm mạnh của mình, tháng này sẽ là thời điểm để bạn khẳng định vị thế và đạt được những thành tựu đáng kể. Năng lượng của tháng 8 âm lịch có thể mang lại một số biến động, đòi hỏi bạn phải luôn sẵn sàng và không ngừng theo dõi tình hình xung quanh. Sự linh hoạt trong việc điều chỉnh kế hoạch sẽ giúp bạn vượt qua các thử thách một cách suôn sẻ. Đây cũng là thời điểm để bạn tập trung vào việc củng cố các mối quan hệ quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Cụ thể về phương diện sự nghiệp. Trong sự nghiệp, tháng 8 âm lịch sẽ là thời điểm để người tuổi Kỷ Dậu thể hiện sự cẩn trọng và kỹ lưỡng của mình. Những phẩm chất này sẽ giúp bạn vượt qua những thách thức trong công việc và nắm bắt cơ hội để thăng tiến. Cơ hội thăng tiến. Tháng này có thể mang đến những cơ hội thăng tiến trong công việc, đặc biệt là khi bạn thể hiện được khả năng quản lý và tổ chức của mình. Những dự án hoặc nhiệm vụ quan trọng có thể được giao cho bạn, và đây chính là cơ hội để bạn khẳng định năng lực. Hãy tận dụng sự cẩn trọng của mình để đảm bảo mọi chi tiết đều được hoàn thiện và không có sai sót nào xảy ra. Giải quyết vấn đề. Khả năng phân tích của bạn sẽ là chìa khóa để giải quyết các vấn đề phức tạp trong công việc. Tháng này có thể xuất hiện một số tình huống khó khăn, đòi hỏi bạn phải có những quyết định quan trọng. Hãy dành thời gian để xem xét kỹ lưỡng các lựa chọn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Sự kỹ lưỡng trong việc đánh giá tình hình sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có. Xây dựng đội nhóm. Nếu bạn đang ở vị trí lãnh đạo, đây là thời điểm tốt để củng cố đội nhóm của mình. Hãy tập trung vào việc đào tạo và phát triển kỹ năng cho các thành viên, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc tích cực và có tổ chức. Sự cẩn trọng và trách nhiệm của bạn sẽ truyền cảm hứng cho những người xung quanh và giúp đội nhóm đạt được hiệu quả cao hơn. Về phương diện tài lộc. Về mặt tài lộc, tháng 8 âm lịch mang đến nhiều cơ hội để người tuổi Kỷ Dậu cải thiện tình hình tài chính của mình. Tuy nhiên, sự thành công trong lĩnh vực này đòi hỏi bạn phải có chiến lược quản lý tài sản thật kỹ lưỡng và không ngừng theo dõi các biến động trên thị trường. Cơ hội tài chính. Tháng này, bạn có thể nhận được những cơ hội tài chính mới, chẳng hạn như các đề xuất đầu tư hoặc các dự án kinh doanh có tiềm năng sinh lời cao. Tuy nhiên, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, hãy đảm bảo rằng bạn đã phân tích kỹ lưỡng tất cả các yếu tố liên quan. Sự cẩn trọng và khả năng phân tích của bạn sẽ giúp bạn chọn lựa những cơ hội mang lại lợi nhuận mà không gặp phải rủi ro lớn. Quản lý tài sản. Đây là thời điểm bạn cần chú ý đến việc quản lý tài sản của mình một cách chặt chẽ.
hãy xem xét lại các khoản đầu tư hiện tại và đảm bảo rằng chúng vẫn phù hợp với mục tiêu tài chính của bạn. Nếu cần, hãy điều chỉnh hoặc tái cấu trúc danh mục đầu tư để tối ưu hóa lợi nhuận. Đừng quên giữ lại một quỹ dự phòng để đối phó với những tình huống bất ngờ. Chi tiêu thông minh. Tháng 8 âm lịch cũng là lúc bạn nên kiểm soát chi tiêu một cách chặt chẽ. Tránh xa những khoản chi tiêu không cần thiết và tập trung vào những gì thực sự quan trọng. Sự tiết kiệm và chi tiêu hợp lý sẽ giúp bạn duy trì được sự ổn định tài chính và có thể tích lũy thêm nguồn lực cho tương lai. Về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 8 âm lịch có thể bị ảnh hưởng bởi nhịp sống bận rộn và những áp lực từ công việc. Do đó, việc duy trì một lối sống lành mạnh và cân bằng là điều rất quan trọng để bạn có thể vượt qua tháng này một cách khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Giữ vững sức khỏe tinh thần. Công việc căng thẳng có thể gây ra căng thẳng và lo lắng, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bạn. Hãy dành thời gian để thư giãn và làm những việc bạn yêu thích. Thiền định, yoga hoặc đơn giản là đi dạo trong thiên nhiên có thể giúp bạn giải tỏa căng thẳng và giữ vững tinh thần. Chế độ ăn uống hợp lý. Hãy chú ý đến chế độ ăn uống của mình trong tháng này. Đảm bảo rằng bạn đang cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể bằng cách ăn nhiều rau xanh, trái cây và các loại thực phẩm giàu protein. Tránh xa thức ăn nhanh và đồ uống có cồn. Chúng có thể làm giảm sức đề kháng và gây ra mệt mỏi. Tập thể dục thường xuyên. Duy trì một thói quen tập thể dục đều đặn là cách tốt nhất để giữ gìn sức khỏe trong thời gian bận rộn. Hãy cố gắng dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để vận động, dù chỉ là đi bộ nhẹ nhàng hay tập yoga. Điều này không chỉ giúp bạn duy trì thể lực mà còn tăng cường tinh thần và khả năng tập trung. Về phương diện tình duyên và gia đạo. Trong lĩnh vực tình duyên và gia đạo, tháng 8 âm lịch là thời điểm để người tuổi Kỷ Dậu chú trọng đến việc duy trì sự hòa hợp và cân bằng trong các mối quan hệ cá nhân. Sự cẩn trọng và tinh tế của bạn sẽ giúp giải quyết các vấn đề một cách êm đẹp, đảm bảo rằng mọi người đều cảm thấy được yêu thương và quan tâm. Duy trì sự cân bằng, công việc bận rộn có thể khiến bạn ít có thời gian dành cho gia đình và người thân. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải giữ được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Hãy sắp xếp thời gian để có thể chia sẻ và thấu hiểu cảm xúc của người thân yêu. Điều này không chỉ giúp duy trì mối quan hệ mà còn mang lại sự bình yên trong tâm hồn. Xử lý xung đột. Nếu có xung đột xảy ra trong gia đình hoặc mối quan hệ cá nhân, hãy sử dụng sự tinh tế và khéo léo để giải quyết. Thay vì đối đầu, hãy lắng nghe và thấu hiểu quan điểm của đối phương, từ đó tìm ra giải pháp hòa bình và hợp lý. Cải thiện mối quan hệ. Tháng 8 âm lịch cũng là thời điểm tốt để bạn cải thiện các mối quan hệ trong gia đình và tình yêu. Hãy dành thời gian để quan tâm và chăm sóc những người thân yêu, tạo dựng những kỷ niệm đẹp và củng cố lòng tin. Một bữa ăn gia đình, một chuyến du lịch ngắn hay thậm chí là một buổi tối cùng xem phim đều có thể mang lại sự gắn kết và tình yêu thương. Tiếp theo, Phúc Tử Tâm sẽ chia sẻ cách ứng dụng phong thủy trong đời sống. Thưa quý vị, phong thủy là một yếu tố quan trọng trong việc tạo dựng và duy trì sự cân bằng năng lượng trong cuộc sống, giúp thu hút thành công và tài lộc. Đối với người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, việc áp dụng phong thủy một cách đúng đắn không chỉ giúp tối ưu hóa năng lượng tích cực mà còn mở ra những cơ hội mới, mang lại sự thịnh vượng và bình an trong cuộc sống. Hướng dẫn áp dụng phong thủy để gia tăng năng lượng tích cực và thu hút thành công. Một, tối ưu hóa không gian sống. Sắp xếp không gian sống hợp lý. Một không gian sống được sắp xếp hợp lý và ngăn nắp sẽ giúp năng lượng tích cực lưu thông một cách suôn sẻ. Người tuổi Kỷ Dậu nên chú ý đến việc giữ cho nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, đặc biệt là ở những khu vực như phòng khách, phòng ngủ và bếp. Tránh để lộn xộn, bừa bãi vì điều này có thể cản trở dòng chảy năng lượng và tạo ra cảm giác căng thẳng. Cân bằng ngũ hành trong nhà. Đảm bảo rằng ngôi nhà của bạn có sự cân bằng giữa các yếu tố ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, để duy trì sự hài hòa và ổn định. Bạn có thể sử dụng cây xanh, mộc, trong phòng khách, các vật phẩm kim loại, kim, trong văn phòng làm việc, hoặc một hồ cá nhỏ, thủy, để tạo sự cân bằng và kích hoạt năng lượng tích cực. Hai, bài trí vật phẩm phong thủy để thu hút thành công. Sử dụng cây tài lộc. Cây tài lộc là một trong những vật phẩm phong thủy phổ biến nhất để thu hút tài lộc và thịnh vượng.
Đặt một chậu cây tài lộc ở góc đông nam của phòng khách hoặc văn phòng làm việc sẽ giúp kích hoạt năng lượng tài lộc, mang lại sự may mắn trong công việc và kinh doanh. Lưu ý rằng cây cần được chăm sóc tốt, luôn xanh tươi và không được để héo úa. Đặt tượng Phật Di Lặc. Phật Di Lặc là biểu tượng của sự vui vẻ, hạnh phúc và thịnh vượng. Đặt một tượng Phật Di Lặc ở phòng khách hoặc văn phòng sẽ giúp mang lại niềm vui và sự an lành, đồng thời thu hút năng lượng tích cực vào nhà. Hãy đặt tượng ở nơi cao giáo, sạch sẽ và luôn đối diện với cửa chính để đón nhận năng lượng tốt. 3. Sử dụng gương phong thủy để điều chỉnh năng lượng, tăng cường ánh sáng và mở rộng không gian. Gương không chỉ là một vật dụng trang trí mà còn là công cụ phong thủy mạnh mẽ để điều chỉnh năng lượng trong nhà. Đặt gương ở những vị trí chiến lược như đối diện cửa sổ để phản chiếu ánh sáng tự nhiên, giúp không gian trở nên sáng sủa và rộng rãi hơn. Tuy nhiên, tránh đặt gương đối diện với cửa chính hoặc giường ngủ, vì điều này có thể gây ra sự mất cân bằng năng lượng. Gương bát quái. Đối với những ngôi nhà có hướng không thuận lợi hoặc bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực từ bên ngoài, người tuổi Kỷ Dậu có thể sử dụng gương bát quái để hóa giải. Gương bát quái nên được treo bên ngoài nhà, phía trên cửa chính, nhằm phản chiếu và xua tan những năng lượng xấu, bảo vệ ngôi nhà khỏi những tác động không mong muốn. Sử dụng các vật phẩm phong thủy để bảo vệ và gia tăng tài lộc. 1. Tỳ hưu, linh vật thu hút tài lộc. Đặt tỳ hưu trong nhà. Tỳ hưu là một trong những linh vật phong thủy mạnh mẽ nhất để thu hút tài lộc và bảo vệ của cải. Người tuổi Kỷ Dậu nên đặt tỳ hưu ở phòng khách, văn phòng hoặc kết sắt để kích hoạt năng lượng tài lộc. Tỳ hưu cần được đặt ở vị trí thoáng mát, với đầu hướng ra ngoài cửa chính hoặc cửa sổ để thu hút tiền bạc vào nhà. Đặc biệt, tỳ hưu không nên để đối diện với cửa nhà vệ sinh hoặc phòng ngủ vì sẽ làm giảm hiệu quả phong thủy. Chăm sóc tỳ hưu. Để tỳ hưu phát huy tối đa công dụng, cần chú ý đến việc vệ sinh và chăm sóc linh vật này. Tỳ hưu nên được lau chùi sạch sẽ thường xuyên và không để bám bù bẩn. Điều này giúp duy trì sự linh thiêng và hiệu quả trong việc thu hút tài lộc. 2. Bình tụ tài, công cụ tích lũy của cải. Đặt bình tụ tài trong nhà. Bình tụ tài thường được làm từ gốm sứ hoặc kim loại quý, là vật phẩm phong thủy được thiết kế để tích lũy và giữ gìn của cải. Người tuổi Kỷ Dậu có thể đặt bình tụ tài ở góc đông nam của ngôi nhà. Đây là vị trí tượng trưng cho tài lộc theo phong thủy. Để tăng cường hiệu quả, bạn có thể đặt thêm các đồng tiền xu, đá quý hoặc những vật phẩm biểu trưng cho sự giàu sang bên trong bình. Chọn bình tụ tài phù hợp. Khi chọn bình tụ tài, hãy lưu ý chọn những bình có miệng nhỏ và bụng rộng. Điều này tượng trưng cho việc tiền của vào nhiều nhưng khó thoát ra. Hãy đảm bảo rằng bình tụ tài được đặt ở nơi sạch sẽ, trang trọng và không bị che khuất để năng lượng tài lộc luôn được kích hoạt mạnh mẽ. 3. Sử dụng đồng tiền cổ để bảo vệ tài sản. Treo đồng tiền cổ ở cửa ra vào. Đồng tiền cổ là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng. Treo 3 đồng tiền cổ được buộc lại với dây đỏ ở cửa chính sẽ giúp thu hút tài lộc và bảo vệ ngôi nhà khỏi những năng lượng tiêu cực. Điều này đặc biệt quan trọng với người tuổi Kỷ Dậu, giúp giữ gìn tài sản và mang lại sự an lành. Đặt đồng tiền cổ trong kết sắt để bảo vệ của cải và tăng cường tài lộc. Bạn có thể đặt một số đồng tiền cổ trong kết sắt hoặc nơi cất giữ tiền bạc. Đồng tiền cổ không chỉ bảo vệ tài sản mà còn giúp gia tăng năng lượng tài lộc, đảm bảo rằng tài chính của bạn luôn ổn định và phát triển. 4. Sử dụng quả cầu phong thủy để thu hút thành công. Đặt quả cầu phong thủy trên bàn làm việc. Quả cầu phong thủy thường được làm từ đá quý hoặc thủy tinh, là biểu tượng của sự hoàn thiện và thành công. Đặt một quả cầu phong thủy trên bàn làm việc sẽ giúp người tuổi Kỷ Dậu kích hoạt năng lượng sáng tạo, tăng cường khả năng tập trung và thu hút cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy chọn quả cầu có màu sắc phù hợp với mệnh của bạn, chẳng hạn như quả cầu màu trắng hoặc vàng cho người mệnh kim. Chăm sóc quả cầu phong thủy. Để quả cầu phong thủy phát huy tối đa công dụng, hãy giữ cho quả cầu luôn sạch sẽ và không bị bám bụi. Bạn có thể lau chùi quả cầu bằng khăn mềm và nước sạch, tránh sử dụng các hóa chất mạnh để không làm ảnh hưởng đến năng lượng của quả cầu. 5. Cách ứng dụng tỏi trong phong thủy. Tỏi từ lâu đã được biết đến không chỉ là một loại gia vị phổ biến trong ẩm thực mà còn là một vật phẩm phong thủy mạnh mẽ có khả năng xua đuổi tà khí, bảo vệ tài sản và thu hút may mắn. Đối với người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969,
Việc sử dụng tỏi đúng cách trong phong thủy có thể giúp bạn duy trì sự bình an, bảo vệ của cải và tăng cường năng lượng tích cực trong ngôi nhà. Cách sử dụng tỏi để bảo vệ tài sản và thu hút may mắn cho người tuổi Kỷ Dậu. Một, tỏi như một lá chắn bảo vệ tài sản. Đặt tỏi ở cửa chính. Cửa chính là nơi năng lượng ra vào nhà. Do đó, đây là vị trí quan trọng cần được bảo vệ. Đặt một chùm tỏi hoặc một bát nhỏ đựng vài tép tỏi ở ngay phía trên hoặc bên cạnh cửa chính sẽ tạo ra một lá chắn phong thủy mạnh mẽ, ngăn chặn tà khí và những năng lượng tiêu cực xâm nhập vào ngôi nhà. Điều này giúp bảo vệ tài sản của bạn khỏi những tác động xấu từ bên ngoài và giữ cho không gian sống luôn bình an. Tỏi trong kết sắt hoặc nơi cất giữ tài sản. Để bảo vệ tài sản và tiền bạc, bạn có thể đặt một vài tép tỏi trong kết sắt hoặc nơi cất giữ tiền bạc, tài liệu quan trọng. Tỏi sẽ giúp hấp thụ và hóa giải các năng lượng xấu, bảo vệ của cải khỏi sự hao hụt và giữ cho tài chính của bạn luôn ổn định. 2. Tỏi thu hút may mắn và tài lộc. Đặt tỏi ở góc tài lộc. Theo phong thủy, góc đông nam của ngôi nhà được coi là khu vực tài lộc. Đặt một chùm tỏi hoặc một bát nhỏ đường tỏi ở góc này sẽ giúp kích hoạt năng lượng tài lộc, thu hút may mắn và cơ hội tài chính đến với gia đình bạn. Tỏi ở đây sẽ hoạt động như một lá bùa phong thủy, giúp gia đình bạn thu hút được nhiều tài lộc và thịnh vượng hơn. Tỏi trong phòng làm việc. Đặt một bát nhỏ đường tỏi trên bàn làm việc hoặc ở góc phòng làm việc cũng là một cách tốt để thu hút may mắn và thành công trong sự nghiệp. Tỏi sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi những năng lượng tiêu cực trong công việc, tăng cường sự tập trung và mang lại những cơ hội thăng tiến. Các mẹo cụ thể về cách đặt tỏi trong nhà để hóa giải xui xẻo. 1. Đặt tỏi ở góc tối hoặc nơi tích tụ năng lượng xấu. Những góc tối, ẩm thấp hoặc ít được sử dụng trong nhà thường là nơi tích tụ tà khí và năng lượng tiêu cực. Đặt một chén tỏi ở những vị trí này sẽ giúp hấp thụ và hóa giải các năng lượng xấu, làm sạch không gian sống và mang lại sự trong lành cho ngôi nhà. Cách thực hiện. Hãy chọn những tép tỏi còn nguyên vỏ, đặt chúng vào một chiếc bát nhỏ hoặc túi vải và để ở những góc tối, góc khuất trong nhà. Thay tỏi mới sau mỗi tháng để duy trì hiệu quả phong thủy. 2. Treo chùm tỏi ở cửa sổ hoặc ban công. Cửa sổ và ban công là những nơi mà năng lượng từ bên ngoài có thể tràn vào nhà. Để ngăn chặn năng lượng xấu xâm nhập, bạn có thể treo một chùm tỏi nhỏ ở góc cửa sổ hoặc ban công. Tỏi sẽ giúp lọc sạch những năng lượng tiêu cực, chỉ giữ lại những năng lượng tốt lành, mang lại sự an bình cho ngôi nhà. Cách thực hiện, bạn có thể buộc một chùm tỏi nhỏ bằng dây đỏ màu sắc tượng trưng cho may mắn và sức mạnh trong phong thủy và treo ở góc cửa sổ hoặc ban công. Đảm bảo rằng chùm tỏi được đặt ở nơi thoáng gió để có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. 3. Đặt tỏi dưới gối hoặc gần giường ngủ. Để bảo vệ giấc ngủ và tránh những giấc mơ xấu, bạn có thể đặt một tép tỏi nhỏ dưới gối hoặc gần đầu giường. Tỏi sẽ giúp xua đuổi tà khí và bảo vệ bạn khỏi những ảnh hưởng tiêu cực, giúp bạn có một giấc ngủ ngon và yên bình hơn. Cách thực hiện. Hãy chọn một tép tỏi tươi, sạch và đặt dưới gối hoặc gần đầu giường, nơi bạn cảm thấy thoải mái nhất. Thay tỏi mới mỗi tuần để đảm bảo hiệu quả phong thủy. 4. Dùng tỏi trong nghi lễ xông nhà để hóa giải xui xẻo. Xông nhà là một nghi lễ phong thủy truyền thống giúp làm sạch không gian và loại bỏ những năng lượng tiêu cực. Tỏi là một thành phần mạnh mẽ có thể được sử dụng trong nghi lễ này để tăng cường hiệu quả. Cách thực hiện, hãy bóc vỏ một vài tép tỏi, đặt chúng trong một chiếc nồi đất cùng với một ít muối hạt và lá xả. Đun sôi hỗn hợp này trên bếp, sau đó mang nồi đi xông khắp nhà, đặc biệt là những góc khuất hoặc nơi có cảm giác u ám. Khói từ tỏi và các thành phần khác sẽ giúp làm sạch không gian sống, xua tan những năng lượng xấu và mang lại sự thanh tịnh cho ngôi nhà. 5. Tỏi trong nhà bếp biểu tượng của sự thịnh vượng và bảo vệ. Nhà bếp là nơi giữ lửa và mang lại sự thịnh vượng cho gia đình. Đặt tỏi trong nhà bếp không chỉ giúp bảo vệ không gian này khỏi năng lượng tiêu cực mà còn mang lại sự may mắn và thịnh vượng cho cả gia đình. Cách thực hiện, bạn có thể treo một chùm tỏi nhỏ ở góc bếp hoặc đặt một bát nhỏ đựng tỏi ở nơi dễ thấy trong bếp. Hãy đảm bảo rằng tỏi luôn được giữ sạch sẽ và không bị ẩm mốc để duy trì hiệu quả phong thủy. Cách lựa chọn đối tác trong kinh doanh và trong cuộc sống. Trong lĩnh vực kinh doanh, việc lựa chọn đối tác là một yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công và thịnh vượng của một dự án hay doanh nghiệp. Đối với người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969,
Việc chọn đối tác không chỉ dựa trên kỹ năng và kinh nghiệm mà còn cần xem xét đến sự tương hợp về mặt phong thủy và tính cách theo 12 con giáp. Dưới đây là phân tích chi tiết về mối quan hệ hợp tác với các con giáp khác và những lời khuyên cụ thể để người tuổi Kỷ Dậu có thể chọn được đối tác kinh doanh phù hợp nhất. Chi tiết hóa mối quan hệ hợp tác với 12 con giáp. 1. Với người tuổi Tý. Tương hợp, người tuổi Kỷ Dậu và tuổi Tý đều là những người thông minh, nhanh nhẹn và có khả năng thích ứng cao. Sự kết hợp giữa hai tuổi này có thể tạo ra một mối quan hệ hợp tác hiệu quả, đặc biệt là trong các lĩnh vực đòi hỏi tư duy chiến lược và sáng tạo. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tuổi Tý có thể hơi nóng vội, trong khi tuổi Kỷ Dậu lại cẩn trọng và tỉ mỉ. Do đó, cần có sự điều chỉnh trong cách làm việc để tránh xung đột. Lời khuyên, khi hợp tác với người tuổi Tý, người tuổi Kỷ Dậu nên đảm nhận vai trò giám sát và quản lý chi tiết, trong khi tuổi Tý có thể tập trung vào việc triển khai các ý tưởng và chiến lược. Điều này giúp cả hai tận dụng tối đa thế mạnh của mình. 2. Với người tuổi Sửu. Tương hợp, sự kết hợp giữa người tuổi Kỷ Dậu và tuổi Sửu thường mang lại một mối quan hệ hợp tác bền vững. Cả hai đều có tính cách cẩn trọng, kiên trì và có tinh thần trách nhiệm cao. Tuổi Sửu có khả năng làm việc chăm chỉ và ổn định, trong khi tuổi Kỷ Dậu có khả năng phân tích và tổ chức công việc một cách hiệu quả. Lời khuyên, hãy tập trung vào những dự án dài hạn và yêu cầu sự kiên nhẫn. Người tuổi Kỷ Dậu có thể dẫn dắt về mặt chiến lược và kế hoạch, trong khi tuổi Sửu đảm bảo sự thực hiện chi tiết và liên tục. 3. Với người tuổi Dần. Tương hợp, người tuổi Dần mạnh mẽ, quyết đoán và luôn có tinh thần dám nghĩ dám làm. Điều này có thể rất hợp với sự cẩn trọng của người tuổi Kỷ Dậu. Tuy nhiên, sự khác biệt trong tính cách có thể dẫn đến một số thách thức trong quá trình hợp tác. Người tuổi Dần có xu hướng thích hành động nhanh chóng, trong khi tuổi Kỷ Dậu thường dành nhiều thời gian hơn để phân tích và đánh giá. Lời khuyên, khi hợp tác với người tuổi Dần, người tuổi Kỷ Dậu nên tập trung vào việc hoạch định chiến lược và quản lý rủi ro, để người tuổi Dần có thể tập trung vào việc thực hiện và đẩy nhanh tiến độ công việc. 4. Với người tuổi Mão. Tương hợp, người tuổi Mão có tính cách nhẹ nhàng, tinh tế và dễ thích nghi. Điều này rất hợp với người tuổi Kỷ Dậu. Sự kết hợp giữa hai tuổi này thường mang lại một môi trường làm việc hài hòa và ít căng thẳng, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, dịch vụ hoặc chăm sóc khách hàng. Lời khuyên, hãy tập trung vào những dự án yêu cầu sự sáng tạo và giao tiếp tốt. Người tuổi Kỷ Dậu có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo và điều hành, trong khi người tuổi Mão sẽ hỗ trợ về mặt tinh thần và xử lý các tình huống đòi hỏi sự tinh tế. 5. Với người tuổi Thìn. Tương hợp, tuổi Thìn là những người có tầm nhìn xa và luôn khao khát đạt được thành công lớn. Sự hợp tác giữa tuổi Kỷ Dậu và tuổi Thìn có thể mang lại những kết quả xuất sắc, nhưng cũng đòi hỏi sự cẩn trọng trong việc quản lý tham vọng. Người tuổi Thìn có thể rất quyết đoán và đôi khi nóng vội, trong khi người tuổi Kỷ Dậu thường kỹ lưỡng và thích sự ổn định. Lời khuyên, khi làm việc với người tuổi Thìn, người tuổi Kỷ Dậu nên giữ vai trò cân bằng và kiểm soát tình hình, giúp định hướng các quyết định chiến lược và tránh những rủi ro không cần thiết. 6. Với người tuổi Tỵ. Tương hợp, người tuổi Tỵ khôn ngoan, sâu sắc và có khả năng lập kế hoạch tốt. Điều này rất hợp với người tuổi Kỷ Dậu. Sự kết hợp giữa tuổi Tỵ và Kỷ Dậu thường rất hiệu quả, bởi cả hai đều có khả năng phân tích và đánh giá tình huống một cách toàn diện. Người tuổi Tỵ có thể đưa ra các chiến lược thông minh, trong khi người tuổi Kỷ Dậu sẽ đảm bảo rằng mọi thứ được thực hiện chính xác. Lời khuyên, hợp tác trong các dự án yêu cầu sự phân tích sâu sắc và chiến lược dài hạn. Người tuổi Kỷ Dậu nên tập trung vào quản lý tiến độ và chất lượng công việc, trong khi người tuổi Tỵ sẽ định hướng về chiến lược. 7. Với người tuổi Ngọ. Tương hợp, người tuổi Ngọ năng động, sáng tạo và luôn tìm kiếm sự đổi mới. Điều này có thể tương đối hợp với người tuổi Kỷ Dậu. Tuy nhiên, sự khác biệt về cách làm việc có thể là một thách thức, khi người tuổi Ngọ thường thích sự tự do và ít tuân thủ các quy tắc cứng nhắc, trong khi người tuổi Kỷ Dậu luôn đề cao tính tổ chức và kỷ luật. Lời khuyên, hợp tác trong các dự án cần sự sáng tạo và đổi mới liên tục. Người tuổi Kỷ Dậu nên đóng vai trò điều phối, đảm bảo rằng các ý tưởng sáng tạo của người tuổi Ngọ được triển khai một cách có tổ chức và hiệu quả. 8. Với người tuổi Mùi. Tương hợp, sự kết hợp giữa tuổi Kỷ Dậu và tuổi Mùi thường mang lại sự cân bằng và ổn định. Người tuổi Mùi dịu dàng, nhạy cảm và luôn chú trọng đến cảm xúc.
Điều này giúp tạo ra một môi trường làm việc thoải mái cho người tuổi Kỷ Dậu. Cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau tốt trong các dự án yêu cầu sự kiên nhẫn và chi tiết. Lời khuyên, hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, giáo dục hoặc dịch vụ khách hàng. Người tuổi Kỷ Dậu có thể giữ vai trò lãnh đạo, trong khi người tuổi Mùi sẽ đảm bảo sự hài hòa và hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm. 9. Với người tuổi Thân, tương hợp, tuổi Thân và tuổi Kỷ Dậu đều có trí thông minh và khả năng phân tích, nhưng cách tiếp cận công việc của họ khá khác biệt. Tuổi Thân thích sự tự do, linh hoạt và thường có nhiều ý tưởng mới lạ, trong khi tuổi Kỷ Dậu lại tỉ mỉ và cẩn trọng hơn. Điều này có thể dẫn đến sự bổ sung hoàn hảo nếu cả hai biết cách kết hợp. Lời khuyên, khi hợp tác với người tuổi Thân, người tuổi Kỷ Dậu nên đảm nhận vai trò giám sát và kiểm soát chất lượng, để tuổi Thân có thể tự do sáng tạo và đưa ra các giải pháp đổi mới. 10. Với người tuổi Dậu, tương hợp, người tuổi Dậu và tuổi Kỷ Dậu có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là sự cẩn trọng, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao. Sự kết hợp giữa hai người tuổi Dậu có thể mang lại một mối quan hệ hợp tác rất hiệu quả, với sự chú trọng đến từng chi tiết và kế hoạch chặt chẽ. Lời khuyên, tập trung vào các dự án yêu cầu độ chính xác cao và kỷ luật. Cả hai có thể chia sẻ nhiệm vụ quản lý và giám sát, đảm bảo mọi công việc được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả. 11. Với người tuổi Tuất, tương hợp, người tuổi Tuất trung thực, thẳng thắn và luôn có tinh thần trách nhiệm cao. Điều này rất hợp với người tuổi Kỷ Dậu. Sự kết hợp giữa tuổi Kỷ Dậu và tuổi Tuất thường mang lại một mối quan hệ hợp tác đáng tin cậy và ổn định. Tuy nhiên, cả hai cần học cách linh hoạt hơn trong công việc để tránh sự cứng nhắc. Lời khuyên, hợp tác trong các lĩnh vực đòi hỏi tính trung thực và trách nhiệm cao như tư vấn pháp lý, quản lý hoặc giám sát. Người tuổi Kỷ Dậu có thể dẫn dắt chiến lược, trong khi người tuổi Tuất đảm bảo sự tuân thủ và trách nhiệm. 12. Với người tuổi Hợi, tương hợp, người tuổi Hợi hiền lành, bao dung và dễ chịu, tạo ra một môi trường làm việc an lành cho người tuổi Kỷ Dậu. Cả hai có thể hợp tác tốt trong những lĩnh vực liên quan đến chăm sóc, dịch vụ hoặc từ thiện. Tuy nhiên, cần chú ý rằng người tuổi Hợi có thể thiếu sự quyết đoán, và người tuổi Kỷ Dậu cần hỗ trợ để đưa ra những quyết định quan trọng. Lời khuyên, hợp tác trong các lĩnh vực yêu cầu sự bao dung và nhân ái. Người tuổi Kỷ Dậu có thể dẫn dắt và đưa ra quyết định, trong khi người tuổi Hợi sẽ tạo ra môi trường làm việc thân thiện và hỗ trợ lẫn nhau. Lời khuyên cụ thể về cách chọn đối tác kinh doanh để đạt được thành công và thịnh vượng. 1. Xem xét sự tương hợp về mặt phong thủy. Trước khi quyết định hợp tác với ai, người tuổi Kỷ Dậu nên cân nhắc sự tương hợp về mặt phong thủy giữa mình và đối tác. Sự tương hợp về con giáp không chỉ giúp giảm thiểu xung đột mà còn tăng cường sự hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, mang lại thành công và thịnh vượng. 2. Đánh giá tính cách và giá trị chung. Ngoài yếu tố phong thủy, sự tương hợp về tính cách và giá trị sống cũng là yếu tố quan trọng. Hãy tìm kiếm những đối tác có cùng mục tiêu, triết lý kinh doanh và đạo đức làm việc. Điều này sẽ giúp tạo nên sự đồng điệu trong cách làm việc và dễ dàng đạt được những thành tựu chung. 3. Lựa chọn đối tác phù hợp với lĩnh vực kinh doanh. Tùy thuộc vào lĩnh vực mà bạn đang kinh doanh, hãy chọn những đối tác có kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp. Điều này giúp bạn tận dụng được tối đa lợi thế của từng người và tạo nên một sự hợp tác mạnh mẽ. 4. Phân công vai trò rõ ràng. Để tránh xung đột và đảm bảo sự hợp tác suôn sẻ, hãy phân công rõ ràng vai trò và trách nhiệm của mỗi bên. Người tuổi Kỷ Dậu nên chọn những đối tác có thể bổ sung những kỹ năng mà mình thiếu, từ đó cùng nhau đạt được mục tiêu chung. 5. Xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng và tin cậy. Sự tôn trọng và tin cậy là nền tảng của mọi mối quan hệ hợp tác bền vững. Hãy đảm bảo rằng mối quan hệ của bạn với đối tác được xây dựng trên cơ sở này, giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả. Cổ ngữ nói, thanh nhân không quý ngọc bích một thước, mà quý trọng một thốn thời gian. Câu nói này nhấn mạnh sự quý báu của thời gian trong mắt người xưa. Hành trình của đời người là do vô số thời khắc tổ hợp thành. Dòng sông dài của lịch sử cũng là do vô số thời khắc tổ hợp thành. Thời khắc là ngắn ngủi, nhưng nó tạo nên sự vĩnh hằng. Bậc thánh hiền xưa rất quý tiết thời gian. Khổng Tử nói, sớm nghe đạo, chiều chết cùng yên lòng. Một cá nhân nếu như cả đời vô tri vô giác, mơ mơ hồ hồ, không có duyên với chân lý,
thì thật uổng cả một đời. Nếu kiên trì không ngừng truy cầu chân lý, mai kia đắc đạo, chết cũng không tiếc. Đây là hình dung sự bức thiết đối với truy cầu tín ngưỡng và chân lý. Một cá nhân nếu ngừng học tập khám phá, ngừng thắc mắc truy cầu chân lý, thì đã mất đi ý nghĩa tồn tại rồi. Giá trị của nhân sinh nằm tại nghe đạo cầu chân, học cho tới khi hiểu đạo. Khổng Tử còn nói, không hiểu mình, thì không phải bậc quân tử, không hiểu lễ, thì không thể có chỗ đứng, không hiểu ngôn, thì không thể biết được người. Chính nhân quân tử cần phải học điều này thật nhiều, thì mới hiểu được thiên đạo, nhân đạo, thế đạo, mới biết an thân lập mình, thông thạo lễ nghi, hiểu rõ thế sự, nắm bắt được quy luật tự nhiên và đại thế trong thiên hạ. Có như vậy mới trở thành người nhân cách hoàn mỹ, ôm ấp chí lớn, hiểu mình vô tư, dẫu nghèo cũng không đánh mất mình, trở thành bậc quân tử trong thiên hạ. Cần phải siêng năng tu dưỡng bản thân, đảm đương trọng trách, thì khi ấy mới biết quý tiết thời gian học tập. Khổng Tử dẫn các học trò chu du các nước để hoàng dương đạo nghĩa, thường xuyên đi lại giữa những núi sông, trông thấy hoàng hà, ông cảm thán rằng, sông đẹp làm sao, mênh mông làm sao. Đứng bên bờ sông Nghi Thủy, ông vô cùng cảm khái, nói với học trò rằng, thời gian trôi qua như thế này đây, ngày đêm không ngừng nghỉ. Ở đây vừa có cảm thán của Khổng Tử đối với thời gian trôi qua như nước chảy không ngừng nghỉ, lại có suy nghĩ về sự vĩnh hằng và ý nghĩa nhân sinh. Ông khuyến khích mọi người trân quý thời gian, truy cầu chính đạo của nhân sinh, ẩn ý rằng hoàng dương đạo là việc nghĩa không nên đắn đo. Một lần, Khổng Tử đang tập trung tinh thần quan sát thưởng thức dòng sông đang cuồn cuộn chảy về đông. Học trò của ông là Tử Lộ có hỏi, người quân tử thấy sông lớn thì nhất định phải quan sát tán thưởng. Vì sao vậy? Khổng Tử nói, bởi vì sông lớn có thể chảy về phía trước không ngừng nghỉ, tươi mát làm lời cho bốn phương, nuôi dưỡng vạn vật, mà lại không tự nhận có công, nơi nào nó chảy đến đời đem lại sức sống bừng bừng cho miền đất đó, đây chính là đức. Khi nó chảy thì từ nơi cao chảy xuống thấp, chậm rãi hay gấp gáp đời tuôn theo lý, đây chính là nghĩa. Nó mênh mông rộng lớn, ngàn nhánh vạn dòng đổ vào đại dương, mãi mãi vô cùng vô tận, đây chính là đạo. Nó lao vào vực cực sâu mà không hề sợ hãi, xuyên qua vách núi, đục vách đá, dũng cảm tiến lên, đây chính là dũng. Nó luôn có xu hướng bình lặng, để yên át sẽ bình lặng, công bình công chính, đó chính là pháp. Bỏ vào đồ cân, nhất định sẽ giữ bằng phẳng, đó chính là chính. Nó chu đáo không nơi nào không đến, nơi cần đến thì nó đời chảy đến, cho dù trải qua ngàn vạn trắc trở khúc khuỷu nhưng nhất định phải chảy ra hướng đông, đó chính là chí hướng. Nó có thể ra có thể vào, bất kể là đến nơi nào, đều có thể tẩy sạch vạn vật ở đó, đó chính là giỏi giáo hóa. Đó chính là nguyên nhân người quân tử thấy sông lớn thì nhất định phải quan sát tán thưởng. Người quân tử giáo hóa, khiến người ta trở nên tốt đẹp mà không tranh với người, kiên trì không suy chuyển truy cầu đại đạo, khiến phẩm đức bản thân càng ngày càng mới, trí huệ từ đó mà trở nên cao xa khôn thấu. Thời gian trôi qua như thế này đây, ngày đêm không ngừng nghỉ, câu nói này của Khổng Tử đã trở thành một danh ngôn thiên cổ, bởi vì trong tâm ai cũng đều có cảm xúc như vậy. Khổng Tử lấy mình làm gương, quý thời gian như vàng, khao khát học hỏi, đến quên ăn quên ngủ, làm mà không biết mệt. Ông nói, học mà không theo kịp, chỉ sợ đánh mất nó. Làm người là như vậy, gắng sức đến quên ăn, mừng rỡ quên cả ưu sầu, khi tuổi già đến cũng không hay biết. Tuân Tử nói, bậc quân tử giảng, học không thể dừng lại. Tôi thử cả ngày suy nghĩ, cũng không bằng một chốc ngồi học tập. Tôi thử kiếng chân nhìn ra xa, cũng không bằng leo cao mà trông rộng. Chân không nhấc một bước, thì đi không được nghìn dặm. Không tích suối nhỏ, làm sao thành sông thành biển. Tuân Tử còn cho rằng, tu dưỡng tinh thần cũng không thể sánh với bị cảm hóa bởi người đạo đức cao. Đối diện với quyền lợi mà không có tư dục tà niệm, đối diện với thế lực đông đảo mà không khuất phục, vạn vật trong thiên hạ đều không thể lay động tín niệm, thì ấy gọi là có đức hạnh, có phẩm đức. Chỗ quý của người quân tử nằm ở hoàn mỹ không tì vết của đức hạnh. Bởi vậy bậc quân tử học đạo của thánh hiền thì không được dừng lại.
tự mình khám phá trời đất, cũng chẳng bằng một chút thu hoạch từ học tập. Kiến chân nhìn ra xa, cũng chẳng bằng đi lên nơi cao mà nhìn cảnh bát ngát. Học tập là cần phải góp nhỏ thành lớn, duy trì thường hằng. Thế thuyết Tân ngữ, chính sử chép, đại vũ thánh nhân, do Tích Thốn Âm, chí vu phàm tục, đương Tích Phân Âm, bậc thánh nhân như đại vũ đều chân quý mỗi thời khắc. Vậy người phàm tục càng nên phải quý tiếc thời gian, chân quý mỗi giây mỗi phút. Trang Tử cũng từng nói, đời ta là có bờ, nhưng hiểu biết là không có bến bờ. Tri thức là vĩnh viễn cần phải học, thời gian vĩnh viễn là cần quý tiếc. Thưa quý vị, chúng ta đã cùng nhau khám phá những khía cạnh quan trọng trong tử vi và phong thủy dành cho người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong tháng 8 âm lịch. Đây là thời điểm đầy tiềm năng để bạn tận dụng những ưu điểm vượt trội của mình, từ sự cẩn trọng, tỉ mỉ đến khả năng tổ chức và quản lý xuất sắc. Qua đó, bạn không chỉ có thể đạt được sự thịnh vượng và ổn định trong cuộc sống mà còn mở ra những cơ hội mới trong công việc, tài chính và các mối quan hệ cá nhân. Tóm tắt những điểm quan trọng, tử vi tháng 8 âm lịch chỉ ra rằng đây là thời điểm lý tưởng để bạn tận dụng sự cẩn trọng và kỹ lưỡng của mình trong mọi quyết định. Sự nghiệp của bạn có cơ hội thăng tiến nếu biết cách quản lý công việc một cách chi tiết và chính xác. Tài chính cũng hứa hẹn nhiều cơ hội, nhưng cần có chiến lược quản lý tài sản hợp lý. Phong thủy trong đời sống đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút năng lượng tích cực và thành công. Sắp xếp không gian sống và làm việc hợp lý, sử dụng các vật phẩm phong thủy như tỏi, tỳ hưu hay gương phong thủy có thể giúp bạn bảo vệ tài sản, tăng cường tài lộc và tạo ra một môi trường sống hài hòa. Lựa chọn đối tác kinh doanh là một yếu tố then chốt để đạt được sự thịnh vượng. Việc xem xét sự tương hợp về phong thủy, tính cách và giá trị sống giữa bạn và đối tác sẽ giúp tạo nên một mối quan hệ hợp tác bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên. Tháng 8 âm lịch này, hãy áp dụng những lời khuyên về tử vi và phong thủy mà chúng tôi đã chia sẻ để tối ưu hóa năng lượng tích cực trong cuộc sống của bạn. Đừng ngần ngại thực hiện những thay đổi nhỏ trong không gian sống, hoặc cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn đối tác kinh doanh. Những quyết định đúng đắn, dựa trên sự cẩn trọng và khả năng tổ chức của bạn, sẽ mở ra những cơ hội lớn, giúp bạn đạt được những thành tựu đáng tự hào. Nếu bạn thấy những thông tin này hữu ích, đừng quên áp dụng vào thực tế và chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người xung quanh. Và để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ kênh Phúc Tử Tâm, hãy nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho bạn những kiến thức giá trị về tử vi, phong thủy và những lời khuyên giúp bạn có một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc hơn. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.